Hoan hỷ mến chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị và các bạn, mỗi năm chúng ta sẽ có những lá số tử vi khác nhau. Điều tốt, điều xấu của năm 2021 sẽ không còn nữa. Thay vào đó là tử vi cho tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong 2023 này. Sau đó bạn cần phải xem tử vi cho Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm 2023 Quý Mão này để biết vận hạn của mình sẽ như thế nào, tốt xấu làm sao. Tử vi của tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong năm 2023 sẽ phân tích cho quý vị và các bạn trên 4 phương diện chính về tiền bạc, công danh sự nghiệp, cũng như tình duyên, gia đạo và sức khỏe. Để luận giải được điều này, Thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt đã phải dựa vào sao chiếu theo năm và bằng kinh nghiệm hơn 40 năm nghiên cứu về huyền học, Thầy Gia Cát cũng chỉ rõ cho quý vị nhìn thấy được bức tranh tổng quan về vận hạn của mình, để từ đó sẽ có những bước đi đúng đắn, xu cát tị hung, đón tài lộc về nhà. Đồng thời qua phần luận giải này, Thầy cũng sẽ đưa ra những phương pháp hóa giải về tử vi cho những người tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Sau đây là phần luận giải chi tiết về lá số tử vi của người Đinh Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng sao thừa ngoài sân để cho vận trình gia đạo, sức khỏe được hanh thông thuận lợi. Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 nam mệnh trong năm 2023. Trong năm 2023, những người Đinh Mão đang ở độ tuổi 9, nhưng vì 5 tuổi nên các phương diện khó được suôn sẻ như mong muốn. Không chỉ công việc bất thuận mà áp lực kinh tế cũng rất lớn. Một số người dễ gặp thất bại trong việc đầu tư, kinh tế rơi vào khủng hoảng, thậm chí phải gánh những khoản nợ lớn. Để giảm thiểu gánh nặng về kinh tế, gia chủ phải duy trì lý trí và sự tỉnh táo. Đừng bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng mà vung tiền đầu tư bừa bãi. Nên tiết chế trong chi tiêu hàng ngày, không mua những món đồ vượt ngoài khả năng chi trả của mình. Bản mệnh không nên mải mê quá với công việc kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Nếu vợ chồng xảy ra tranh cãi nên nhường nhịn một chút cho êm cửa ấm nhà. Mâu thuẫn gay gắt đến đâu cũng có thể giải quyết được khi cả hai đều bình tĩnh. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Đinh Mão sinh năm 1987 nam mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao la hầu, vận hạn là hạn tam kheo, hạn tam tai, gia chủ không phạm tam tai, hạn hoang ốc, không phạm hoang ốc, kim lâu rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, gặp 5 tuổi vào cục diện trực thái tuế, người tuổi Đinh Mão gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện của cuộc sống. Người xưa thường nói, đương đầu thái tuế, vô phúc liền có họa, tai ương có thể ập tới bất cứ lúc nào. Xét về mối quan hệ thiên can, đinh âm hỏa gặp quý âm thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong năm nay, gia chủ Đinh Mão sẽ dễ có được tài lộc hơn, công việc sự nghiệp có tiến triển tốt, nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, cần chú ý cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong năm Quý Mão 2023, các bạn tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 cần chú ý tháng Tân Dậu, tháng 8 âm lịch, từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2023. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987. Vào những ngày này, cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Đinh Mão sinh năm 1987, nam mạng. Trong năm 2023, nam mạng Đinh Mão sinh năm 1987 gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may. Bất kể đó là nam hay nữ cũng đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng rất dễ bị hao tán về tiền bạc, đa sầu, đa cảm, hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sau này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này sẽ nguy hiểm hơn. Đàn ông khi gặp sao này chiếu mệnh mà người vợ có thai thì trong năm đó sẽ được hên may, làm ăn sẽ được phát đạt. Bên cạnh đó, người vợ sinh sản cũng sẽ được bình an. Hóa giải, dâng sao giải hạn hàng tháng vào lúc 21 đến 23 giờ ngày 8 âm lịch, lập bàn thờ để dâng sao giải hạn.
vì đây là thời điểm sao La Hầu đang viên chiếu sáng nhất. Hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình bên dưới, bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng. Hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế, vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó đối với sao La Hầu cần phải dùng thủy tiết chế để hóa giải. Đó là theo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá quý, đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may mắn xảy ra cho gia chủ khi bị La Hầu chiếu mạng. Tuổi Đinh Mão 1987 năm mệnh năm nay gặp hạn Tam Kheo. Nhắc đến niên hạn Tam Kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong, Tam Kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Có nghĩa Tam Kheo là hạn xấu, chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở chân tay. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này cũng đều mắc bệnh xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra. Hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Đinh Mão sinh năm 1987 năm mệnh theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo đầu năm, tuổi Đinh Mão nam mạng có tình cảm của thành viên trong nhà không được tốt. Tháng 2, tiền bạc trong tháng này có sự tiêu pha, hao tán nhiều. Bên cạnh đó, sức khỏe không tốt, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tháng 3, trong tháng gia đình có người thân ở xa về trong tháng 3. Tháng 4, sức khỏe trong tháng 4 không được tốt, có thể ốm đau, bệnh tật lâu ngày khó khỏi. Tháng 5, di chuyển xe cộ cần cẩn thận, trong nhà tháng này có thể có người bị ốm đau, bệnh tật. Tháng 6, có tin vui trong họ hàng, anh em bạn bè trong tháng này, đó có thể là việc khỉ tín, cưới xin, cũng có thể là thêm người. Tháng 7, trong tháng này chú ý cẩn thận di chuyển miền sông nước. Tháng 8, đây là tháng mà gia chủ cần chú ý các vật sắc nhọn dao kéo đâm phải hoặc chú ý đường ăn uống tiêu hóa. Tháng 9, tháng này sức khỏe không được tốt. Tháng 10, di chuyển bên ngoài cần chú ý vì có dấu hiệu tai nạn bất ngờ. Tháng 11, có niềm vui lớn do người khác đưa tới. Tháng 12, trong tháng cuối năm đón nhiều tin vui trong anh em họ hàng nội tộc, ngoài ra có thể gặp được người mong muốn ở trong tháng. Tổng kết tử vi tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 năm mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Nam mạng Đinh Mão gặp khó khi khởi nghiệp hoặc mở rộng công việc làm ăn trong năm 2023, một phần vì không có người tương trợ, phần khác vì tư tưởng dễ thay đổi, bỏ cuộc giữa chừng nên tốn công vô ích. Nửa cuối năm vận khí hanh thông hơn chút do tác động của thái tuế giảm sút là cơ hội tốt để tiến hành kế hoạch lớn của bản thân, nhưng hết sức lưu ý tiến hành từng bước chậm rãi, tránh nóng vội mà hỏng việc. Về tài chính, công việc làm ăn gặp khó, kiếm tiền bạc được chẳng dễ dàng, một số gặp thất bại trong việc đầu tư, kinh tế rơi vào khủng hoảng, thậm chí phải gánh những khoản nợ lớn. Để giảm thiểu gánh nặng về kinh tế, gia chủ phải duy trì lý trí và tỉnh táo, đừng bao giờ mù quáng chạy theo xu hướng mà vung tiền đầu tư bừa bãi, nên tiết chế trong chi tiêu hàng ngày, không nên mua những món đồ vượt ngoài khả năng chi trả của mình. Về sức khỏe, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 có sức khỏe tốt trong năm 2023, nhưng bạn vẫn cần chú ý đến nó. Một số lượng lớn người sẽ tập trung vào sự nghiệp của họ và sẽ không thấy rằng họ có vấn đề nghiêm trọng về thể chất cho đến khi họ đạt đến một độ tuổi nhất định. Điều này rất lý trí. Nếu bạn muốn không hối tiếc trong tương lai, bạn nên chăm sóc sức khỏe của mình ngay bây giờ. Năm nay, bạn có thể bị một số vấn đề nhỏ về thể chất. Đây có thể là một báo động để nhắc nhở bạn phải theo dõi sức khỏe của mình, nghỉ ngơi kịp thời và tập thể dục đúng cách. Mệnh chủ Đinh Mão 1987 làm nghề có độ nguy hiểm cao nhất định nên phải cẩn thận. Trong năm cần đề phòng tai nạn xe cộ, hạn chế xuất hành xa. Ngoài ra, đề phòng một số chứng bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa và tuyến tiền liệt. Nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần sử dụng vòng cổ Bát Bảo Tâm Kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Về tình cảm, gia đạo.
Xét về vận trình tình duyên năm 2023 tuổi Đinh Mão, có thể thấy rằng đào hoa không quá vượng, đào hoa trong năm Quý Mão không có nhiều nhưng không phải là không có. Bằng sức dẫn tự nhiên của mình, bản mệnh có được cơ may về tình duyên. Với những người bạn đã có đôi có cặp thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm đôi bên. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, cho đi không cần nhận lại. Bạn cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu. Sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Mối quan hệ tình cảm hoặc hôn nhân sẽ không tốt cho bạn. Còn với những ai đã lập gia đình, gánh nặng tài chính lớn là nguyên nhân khiến vợ chồng lục đục. Nếu khắc phục được điểm này, đồng thời tiết chế tốt cảm xúc, mọi chuyện sẽ chuyển hướng tích cực hơn. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mã Mùi giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Đinh Mão sinh năm 1987 nam mạng, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cũng đã tìm hiểu về lá số tử vi của tuổi Đinh Mão trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và việc tự chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.